Giá heo hơi hôm nay mùng 8 tháng 2, tăng nhẹ từ 1.000 đồng kg đến 2.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc tăng 1.000 đồng kg ở nhiều địa phương. Cụ thể, Lào Cai và Ninh Bình điều chỉnh giá heo hơi lên mức 57.000 đồng kg và 58.000 đồng kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch heo hơi không đổi so với sáng qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng/kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 58.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 57.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên gà 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 58.000 đồng kg. Năm nay, nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giao để thực hiện công tác phòng chống dịch động vật là hơn 3,7 tỷ đồng, trong đó thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm lỡ mồm lông móng là hơn 1,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 450 triệu đồng. Còn lại là ngân sách huyện, kinh phí thực hiện phòng chống bệnh dạy động vật hơn 1,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 450 triệu đồng, ngân sách huyện 395 triệu đồng. Còn lại do người chăn nuôi chi trả, kinh phí phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò là 895 triệu đồng, ngân sách tỉnh 450 triệu đồng ngân sách huyện 325 triệu đồng và người chăn nuôi chi trả 120 triệu đồng. Đối với công tác phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%, 450 triệu đồng. Theo báo Bắc Giang, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng đến 2.000 đồng kg. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp đã tăng tại nhiều địa phương. Trong đó, tỉnh Bình Định đang thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng kg tại tỉnh Thanh Hóa, thương lái đang thu mua heo hơi tại mức 57.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ 1.000 đồng kg, cùng mức tăng trên khu vực các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa và Ninh Thuận cùng nâng giá thu mua lên mức 54.000 đồng kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 57.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 54.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 55.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ổn định, theo ghi nhận thị trường heo hơi miền Nam đồng loạt đi ngang, trong đó mức giao dịch cao nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg, tiếp tục ghi nhận tại Đồng Nai. Thương lái tại các địa phương khác tiếp tục thu mua với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 54.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 54.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 52.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 54.000 đồng mỗi kg.